Tính đến giữa tháng 7 năm 2017, Mobifone đã lắp đặt hơn 90.000 đầu thu DVB-T2 cho các hộ dân thuộc diện nghèo và cận nghèo tại Nam Định, Ninh Bình, phục vụ cho lộ trình số hóa truyền hình của chính phủ. Để lắp đặt một số lượng lớn đầu thu như vậy, đơn vị này đã thành lập 20 đội kỹ thuật tỏa xuống các xã phường triển khai làm thủ tục, lắp đặt cho người dân với tốc độ đặt ra là hoàn thành một xã, phường trong một ngày. Trong ngày đầu gia quân, Mobifone đã cấp phát và lắp đặt thành công cho bà con tại 5 huyện